Công nhận. Vừa rồi là một hành động không đẹp đến từ Bùi Hoàng Việt Anh, rõ ràng là như vậy. Trước đó thì trọng tài Đức Cảnh đã cắt còi, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh đã có một động tác không đẹp đối với Ibukebe. Anh cần phải kiềm chế hơn. Tình huống mà nếu như nghiêm khắc thì trọng tài Đức Cảnh có lẽ sẽ phải có thẻ cho Bùi Hoàng Việt Anh, trong bối cảnh mà V-League đang có những chấn thương và đang có những yêu cầu các cầu thủ phải thực hiện tốt những hành vi của mình. Chính xác như vậy, Bùi Hoàng Việt Anh đã phải nhận thẻ, và đó là một thẻ vàng chính xác. Hành vi thực sự không đẹp đến từ trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh. Thẻ vàng đầu tiên Quang Hải. Rõ ràng rất khó. Thật sự là một tình huống không đẹp. Nó đến từ Văn Quyết. Chắc chắn sẽ có thẻ. Chắc chắn sẽ có thẻ dành cho số 10 của câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta sẽ xem là trọng tài Lê Đức Cảnh sẽ sử dụng thẻ gì dành cho Văn Quyết. Cầu thủ Hà Nội đang vô cùng ức chế với lối chơi của đội chủ nhà SHB Đà Nẵng, mà họ đã có những pha xử lý có thể nói là không đẹp. Những cái đầu nóng này của câu lạc bộ Hà Nội cần phải được kiểm soát. Đặc biệt Văn Quyết lại là đội trưởng nữa. Gian Glacio đang rất đau